Mưa lớn kéo dài từ đêm 14 đến tối ngày 15 tháng 11 khiến nhiều nơi tại Thừa Thiên Huế ngập lụt nặng nề. Hơn 16.000 ngôi nhà ngập sâu, nước lũ lên quá nhanh trong đêm khiến người dân trở tay không kịp. Riêng tại thành phố Huế, có đến 85% tuyến đường của 36 phường, xã bị ngập, gây hư hại hàng loạt đồ đạc, phương tiện. Người dân hoàn toàn bất ngờ với lượng nước lớn đổ về trong đêm, nhấn chìm mọi thứ chỉ sau vài giờ đồng hồ. Có nơi nước ngập hơn 1,5 mét, gây tê liệt, ách tắc giao thông. Huyện vùng trũng Quảng Điền ghi nhận nhiều nơi bị ngập sâu, có nơi hơn 2 mét. Chính quyền các địa phương phải khẩn trương sơ tán hơn 5.500 người. Trong hôm qua, nhiều khu vực tại thành phố Huế bị nước lũ bủa vây, có nơi nước ngập sâu hơn 1 mét, nhấn chìm rất nhiều tài sản của người dân. Một số người đã dùng ô tô đi tránh lũ ở những đoạn đường cao ráo, nhưng xe vẫn bị nước lũ nhấn chìm. Dọc tuyến đường Tố Hữu, khu vực mà nhiều người dân thường mang xe đến để tránh trú vào những đợt mưa lũ, lần này cũng bị ngập sâu, cô lập. Tại đoạn đường giao nhau với đường Bà Triệu, hàng trăm ô tô bị mắc kẹt, khiến xe cứu hộ không thể tiếp cận. Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo cho đến đêm ngày 16 tháng 11, ở Trung Bộ tiếp tục mưa to đến rất to. Còn mực nước trên sông Hương, Thừa Thiên Huế đạt mức 4,20 m, trên mức báo động 3 là 0,70 m, vượt mức đỉnh lũ năm 2020 và dự báo sẽ còn tiếp tục lên cao.